Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay có như chia sẻ mọi người đó là Sư Minh Tuệ sẽ không xuất hiện trong vòng 5 đến 7 ngày nữa. Khả năng cao là như vậy. Bây giờ lên là chỉ gặp được ông chú Năm thôi, ông Năm thôi. Nên là rất mong bà con của bác hãy thương thầy thì đừng có lên núi nữa. Đừng có lên tìm thầy nữa. Và chúng ta tập trung vào cái ngày quốc tang của nước ta nha cả nhà. Tập trung vào ngày quốc tang. Được không ạ? Để coi như là tưởng nhớ và là cũng như là biết ơn tới bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó thì em Thanh Vlog rất là mong muốn bà con của bác hãy chia sẻ video rộng rãi để ủng hộ tất cả những anh em YouTuber đã luôn luôn yêu thương và sát cánh cùng Sư Minh Tuệ. Xin chào và hẹn mọi người.